Quỳnh Minh đã làm điều này với vợ trong lúc Tim công khai ly hôn Trương Quỳnh Anh. Những ngày qua, tin tức Tim và Trương Quỳnh Anh chính thức ly hôn khiến khán giả xôn xao và đặt nhiều câu hỏi. Đồng thời xuất hiện ý kiến cho rằng Bình Minh là nguyên nhân khiến mối quan hệ của vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh tan vỡ. Năm 2017, cuộc hôn nhân của Bình Minh và bà xã Anh Thơ từng đứng trước nghi vấn rạn nứt. Tuy nhiên, người trong cuộc chọn cách im lặng, không lên tiếng trả lời với báo chí và truyền thông. Thậm chí vợ chồng Bình Minh, Anh Thơ vẫn tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện. Mới đây trong một sự kiện thời trang diễn ra tại Đà Nẵng, hai người tiếp tục xuất hiện tình cảm, một lần nữa gián tiếp phủ nhận tin đồn đường ai nấy đi. Làm khách mời tại buổi trình diễn thời trang quy mô lớn, Bình Minh và Anh Thơ chọn trang phục tông xuyệt tông và luôn đi bên nhau đầy tình cảm. Bình Minh và Anh Thơ là cặp vợ chồng nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm của công chúng. Anh Thơ được coi là hậu phương vững chắc để Bình Minh yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Trong suốt 10 năm kết hôn, vợ chồng nam diễn viên người mẫu không ít lần đối mặt với nghi vấn người thứ ba hoặc rạn nứt tình cảm. Bình Minh từng vướng vào tin đồn phim giả tình thật với một số nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên, Anh Thơ luôn giữ thái độ bình thản và không quan tâm. Vợ chồng Bình Minh, Anh Thơ luôn im lặng và duy trì hình ảnh tình cảm trước mỗi lần gặp phải nghi vấn có trục trặc. Tim công khai ly hôn Trương Quỳnh Anh chính thức kết thúc 8 năm và một câu chuyện tình đẹp. Đến thời điểm hiện tại, chuyện tình của Tim và Trương Quỳnh Anh đã thật sự kết thúc khi anh chính thức nói về ly hôn. Sau thời gian dài giấu kín, Tim đã chính thức lên tiếng xác nhận ly hôn Trương Quỳnh Anh. Khoảng một năm nay, chuyện hôn nhân đổ vỡ của vợ chồng Tim, Trương Quỳnh Anh luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Cặp đôi liên tục vướng tin đồn chia tay, tái hợp, chia tay trong suốt 7 năm yêu nhau. Tuy nhiên, cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Tim đã bất ngờ xác nhận chuyện cả hai đã ly hôn. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn khẳng định đang độc thân, không yêu đương bất kỳ ai. Cụ thể, khi đăng tải hình ảnh của bản thân kèm chú thích "Ánh trăng nói hộ lòng tôi", Tim đã bình luận ngay ở dưới rằng nói hộ là đang không yêu ai. Kèm theo trạng thái, Tim đã đăng hình ảnh đầy tâm trạng của mình. Trước đó, khi rộ lên nghi án ly hôn, Tim từng tuyên bố nếu điều này có xảy ra thì chính anh sẽ tự công bố với khán giả. Phải chăng đây là thời điểm anh cảm thấy thích hợp để nói ra? Trước đó, tờ quyết định ly hôn bị rò rỉ trên mạng xã hội cũng ghi thời điểm là tháng 5, 2017. Tim cũng thường xuyên chia sẻ tâm sự trên trang cá nhân trước đó. Dẫu cho đoạn tình yêu đó như thế nào, tôi vẫn muốn một lần yêu thực sự. Tôi từng liều mạng khi yêu, vấp ngã đến độ đầy người đều là máu, xương cốt vỡ vụn, cũng luôn cố gắng. Tôi không ân hận vì đổ vỡ. Sau tất cả, tôi đã tìm thấy đường sống từ cõi chết. Tim thừa nhận anh đã thay đổi và cố gắng rất nhiều để giữ được Quỳnh Anh, nhưng không được vì gương vỡ chẳng lành. Gia đình hạnh phúc của Tim và Trương Quỳnh Anh trước đó đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Trước đó, những lần hội ngộ, Trương Quỳnh Anh đi cùng hai cha con, nhưng không ai chia sẻ ảnh chụp chung với mọi người. Trương Quỳnh Anh lên tiếng đầy ẩn ý sau khi Tim xác nhận ly hôn. Trương Quỳnh Anh đã có những chia sẻ trên trang cá nhân khi Tim chính thức lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi với cô. Mới đây trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh đã có những chia sẻ trạng thái đầy tâm trạng. Đây được coi là lần đầu tiên cô lên tiếng sau khi Tim xác nhận cả hai đã hoàn toàn chấm dứt cuộc sống hôn nhân, trở về số 0. Sau hơn một năm né tránh, Tim đã chính thức lên tiếng xác nhận đã đường ai nấy đi với Trương Quỳnh Anh sau 7 năm mặn nồng. Vào thời điểm này, nữ diễn viên cũng có đôi lời tự nhủ bản thân. Đừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật, hãy nhắm mắt cho qua. Đi kèm trạng thái là hình ảnh của cô nhắm mắt như đang suy nghĩ về điều gì đó. Trước đó, Tim khiến khán giả bất ngờ khi thừa nhận mình và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn trên trang cá nhân. Cụ thể là sau khi đăng tải hình ảnh của bản thân kèm chú thích "Ánh trăng nói hộ lòng tôi", một fan đã bình luận thắc mắc, nói hộ là đang không yêu ai. Tim nhanh chóng khẳng định, ly hôn rồi yêu đương gì nữa em? Cuộc đối đáp qua lại gián tiếp khẳng định Tim và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn. Như vậy là sau rất nhiều đồn đoán về việc đường ai nấy đi, cuối cùng chính người trong cuộc cũng đã lên tiếng. Ngay sau đó, đại diện truyền thông của Tim xác nhận, việc ly hôn của Tim và Trương Quỳnh Anh là sự thật. Cả hai ly hôn trong hòa bình, không có bất cứ khúc mắc tranh chấp nào xảy ra. Người này cho biết thêm, dù ly hôn, cả hai vẫn sống chung trong nhà của Tim. Họ sống chung nhà để tự chăm sóc cho con trai Sushi. Về thời gian ly hôn và lý do quyết định chấm dứt hôn nhân, phía Tim từ chối trả lời. Vào năm 2017, Tim và Trương Quỳnh Anh gây xôn xao dư luận vì thông tin đã ly hôn, trong khi Tòa án Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã giải quyết đơn ly hôn cho cặp nghệ sĩ, thì phía Trương Quỳnh Anh và Tim khẳng định họ vẫn hạnh phúc, sau đó họ liên tục xuất hiện tình cảm bên nhau trong các sự kiện.
Trường Giang và Việt Anh, những quý ông đẩy người phụ nữ của mình vào đại chiến tình yêu. Nhìn lại cách ứng xử của Việt Anh và Trường Giang trong những scandal tình ái của mình, có thể thấy rõ sự đồng điệu của hai quý ông trong việc tình nguyện đẩy người phụ nữ của mình vào đại chiến. Vậy là một lần nữa, nam diễn viên Việt Anh lại lao đao vì scandal ái tình, đồng thời là lần thứ 3 trong gần 15 năm sự nghiệp của mình. Sự việc bắt đầu từ một tấm ảnh thân mật hơn mức bình thường được ca sĩ Quế Phương đăng tải lên trang cá nhân. Những lúc cư dân mạng còn hồ nghi vì không rõ thực hư, còn bấn loạn vì chưa biết là đóng phim, diễn kịch hay quay quảng cáo, hay chỉ là khoảnh khắc đời thường, thì một clip dài 43 giây được quay lén tại quán cà phê đã giải đáp cho phần lớn những khúc mắc ngỡ ngàng. Trong clip, Phan Hải của Người Phán Xử ngồi cạnh cô gái có vóc dáng và trang phục giống hệt Quế Vân, vừa phải tỏ vẻ xa cách xã giao, vừa phải lấy khăn giấy lau vội nước mắt cho người đẹp rồi lại ngó lơ đi chỗ khác. Cư dân mạng cũng lục tung trang cá nhân của Quế Vân và phát hiện ra nhiều dòng tâm trạng ái tình lâm ly, kiểu như gặp được anh cho dù sai em vẫn chọn sai để yêu anh. Đáng nói là, một ngày trước khi clip lau nước mắt cho Quế Vân ở quán cà phê bị lộ, Việt Anh vẫn tỉnh bơ cùng vợ livestream nói chuyện bóng đá, quần cúp và làm đẹp da. Khi khán giả lao vào hỏi chuyện Quế Vân, bà xã anh cố nín nhịn và đáp lời: "Sao mọi người cứ hỏi chuyện gì vậy?" Rồi sang chồng nửa đùa nửa thật: "Hôm qua ông xã mình mới đi chơi cá cược cả đêm không về, hay là mình làm gì khuất tất anh nhỉ?" Rất tự nhiên và chắc nịch, Việt Anh nói trơn tru: "Chắc mọi người có sự nhầm lẫn gì chứ anh không có gì khuất tất." Tuy nhiên khi clip được tung lên mạng, Việt Anh thực hiện chiến dịch 3-0, không giải thích, không thanh minh và không bác bỏ. Anh không nghe điện thoại từ truyền thông, nhưng anh cũng không đóng cửa Facebook để tránh những câu hỏi tò mò từ công chúng. Và anh cũng không im lặng trốn biệt để chờ bão qua đi. Anh chọn cách tỉnh bơ, ngó ngơ và làm ngơ. Anh vẫn xuất đầu lộ diện trên mạng xã hội để nói chuyện trái bóng tròn. Như thể ở chỗ anh, thế giới vẫn bình yên vô sự. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Như thể người mà cả thiên hạ đang nháo nhào lên ngoài kia là ai, chứ chẳng phải là anh. Trong khi ấy, bà xã của anh, Hương Trần, bị đẩy vào đại chiến. Cô đăng status, cảnh cáo: "La liếm ai thì la liếm, chứ chừa mặt chồng em ra nhé." Rồi cô lại phải tuyên chiến với anti-fan lẫn những chị em dạy cô cách cư xử: "Đừng động vào mẹ tôi, các chị có biết mẹ tôi có bao nhiêu cái móng vuốt hay không?" Rồi cô lại thở ngắn than dài mệt mỏi vì phải chống chọi với điều tiếng của ông chồng đào hoa: "Tôi cũng mệt cả người, đang yên ổn cứ chọc ngoáy, chỉ là thấy người ta trơ quá thôi, lòng người khó hiểu thật, cần tiêm cho họ một liều thuốc chống xấu hổ." Và tất nhiên, kẻ thứ ba trong thị phi ái tình chưa rõ trắng đen này cũng phải hồi đáp bà xã Việt Anh bằng những lời lẽ mỉa mai sắc sảo, giúp cho lửa đại chiến luôn được tiếp thêm dầu. Thật trùng hợp, cũng tháng 7 năm ngoái, Việt Anh bị vướng scandal với bạn diễn trong Sống Chung Với Mẹ Chồng, nữ diễn viên Bảo Thanh. Sự việc xuất phát từ những dòng tin nhắn chưa có gì đi quá giới hạn, nhưng được Hương Trần làm cho trở nên ồn ào. Việt Anh khi ấy hành xử giống hệt hôm nay. Anh mặc kệ cho những người phụ nữ trong cuộc giải quyết câu chuyện, kéo theo sự tham gia bàn luận và đấu khẩu của hàng nghìn người phụ nữ ngoài cuộc khác, biến một sự việc lẽ ra rất đơn giản, trở thành một cuộc đại chiến thực sự trên mạng xã hội. Kết quả là, một bà xã của anh phải chịu không ít tổn thương vì những lời miệt thị, xúc phạm do cách hành động thiếu tinh tế, chuyện bé xé ra to. Một mặt, nữ đồng nghiệp của anh phải chịu tiếng oan, bị moi móc và đặt điều chuyện trong khi sự thật khác gây ảnh hưởng lớn đến tên tuổi và danh dự của cô ta. Còn Việt Anh, thay vì phát ngôn rõ ràng để đình chiến thì lại mập mờ. Thời điểm này mọi thứ đều đang rất căng thẳng nên tôi nghĩ không thích hợp để chia sẻ thêm. Trong khi anh có thể hành động đơn giản hơn rất nhiều là khẳng định có hay không có chuyện phim giả tình thật với Bảo Thanh. Mới biết Bích Phương có lý khi nhắn nhủ đàn ông: "Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi." Việt Anh khiến công chúng nhớ đến Trường Giang trong những vụ lùm xùm tình ái cách đây chưa lâu. Trái đất quả thật là tròn như trái bóng mà Việt Anh say mê. Quế Vân cũng là nhân vật trong số các tập scandal của Trường Giang. Cách Việt Anh hành động cũng hệt như cách Trường Giang khi đó. Không giải thích, không thanh minh, không bác bỏ. Những gì cần nói, cần làm, chỉ cần hãy nhà Phương ra giữa trận tiền dư luận. Đến sự việc của nam em, Trường Giang cũng dùng chiêu cũ. Anh vẫn làm việc, vẫn tham gia game show, vẫn đi sự kiện, nhưng tuyệt không một lời trần tình. Đến cả câu xin lỗi gửi tới fan vì đã làm họ thất vọng, lo lắng hay rơi vào cuộc đại chiến để bảo vệ thần tượng cũng không. Chỉ tới khi bị nam em kích động bằng hàng loạt hành động bất thường, Trường Giang mới cất tiếng. Có câu im lặng là vàng, nhưng với những quý ông showbiz như Việt Anh hay Trường Giang, im lặng là dầu mỏ. Nó giúp cho cuộc đại chiến có thêm nhiên liệu để bùng nổ dữ dội, mà nạn nhân của những cuộc đại chiến ấy lại chính là những người phụ nữ của đời họ.